Để tăng lợi nhuận trên từng diện tích trồng lúa, nông dân vùng Đồng Tháp 10 tỉnh Long An đã liên kết với nhau thực hiện mô hình trồng lúa không dấu chân. Theo đó, khâu làm đất và khâu thu hoạch nông dân ứng dụng cơ giới hóa, khâu gieo giống bón phân và phun các chế phẩm bảo vệ thực vật thì ứng dụng công nghệ 4.0 từ thiết bị bay không người lái. Hợp tác xã dịch vụ sản xuất thương mại nông nghiệp 4.0 tại ấp Đình, xã Thạnh Phước, Thạnh Hóa, tỉnh Long An có 14 thành viên và liên kết với các hộ dân bên ngoài trồng lúa không giấu chân trên tổng diện tích hơn 250 ha. Tất cả các công đoạn trong quy trình sản xuất đều được ứng dụng cơ giới hóa và thiết bị bay không người lái đã giảm được chi phí công lao động, giống, phân, chế phẩm bảo vệ thực vật hơn 1 triệu đồng một ha. Vụ nông này là chỉ có mình tôi là tiên phong, tiên phong là ứng dụng là không dấu chân trên cái đồng không dấu chân có nghĩa là bây giờ ở đây là có thiết bị bay giải giống nè giải phân nè xịt thuốc nè coi như là toàn bộ là mình không không cần xuống không cần dấu chân là nó sẽ làm hết cho mình xã Thạnh Phước huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An hiện có trên 5.250 ha đất trồng lúa hiện tại nông dân trong 6 khu vực có đê bao khép kín đã trồng hơn 800 ha lúa ứng dụng công nghệ cao đây cái mô hình mới thì nó giảm được cái chi phí cho nông dân, nó tăng lên nhận cho người nông dân. Cho đó thì nông dân đồng tình rất là hứng ứng rất là cao. Long An hiện đã phát triển được gần 52.000 ha lúa ứng dụng công nghệ cao, bình quân 1 ha đất trồng lúa ứng dụng công nghệ cao cho lợi nhuận hơn trồng lúa theo kiểu truyền thống trên 2 triệu đồng một ha một vụ. Đặc biệt, thiết bị bay không người lái đang thay thế dần lao động chân tay trong khâu gieo giống, bón phân. Long An là địa phương nằm trong đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao xuất khẩu của Trung ương đang triển khai.